anh em có hai cục làm hai là trên một cái đế để nhìn cái này đẹp được quạt này. Cái này thì anh em để nguyên thô của nó đây, các bạn nhìn thấy đồ nguyên thô đây. Còn cái này anh em đánh bóng này, này gỗ hùng đá nha, chất liệu từ hàng nghìn triệu năm, cũng chẳng biết là gỗ gì, mới gỗ gì. Nhưng các bạn cứ trải nghiệm đi, sờ vào cái bóng này, đánh bóng. Đây, anh em gõ có ke ke. Đây là cờ bàn hoặc đá thanh, và anh em gõ như kèn. Đây, rất đẹp. Gỗ hòa đá GH36 thích hợp để trên bàn làm việc. Rất đẹp.